Yêu cầu chúng ta là tìm số phát biểu đúng. Chất béo là triethyl của glycerol với axit béo, như vậy một sai. Hai, các chất béo thường không tan trong nước và nhẹ hơn nước, đúng. Triolin là C17H33 COO, tất cả ba lần C3H5 tham gia vận động với hydro xúc tác niken nhiệt độ, đúng. Bởi vì đây nó chứa gốc C17H33 là gốc, trong nó chứa một liên kết đôi CC. 4. Chất béo bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường kiềm, đúng. Như vậy đây chúng ta có 3 phát biểu đúng.